Anh em, đây là lăng lăng xê mình bán cho anh em này. Đó, lăng xê vẫn còn rất nhiều. Mùi mùi trộn bỏ tủ lạnh đây anh em. Đó thì đây mùi lăng xê mình bỏ ra giã đông. Bỏ ra giã đông đây mang đi mấy cục thôi. Tất cả khoảng tầm 5 đến 6 cục lăng xê. Thì hôm nay là không phải là đi câu. Câu ở hồ dịch vụ thôi nhưng mà không phải là đi ấy nhá. Không phải là mình đi câu anh em nhá, là thằng cu em nó đi câu. Bây giờ mình mang xuống ném trộm cho nó gấu. Ném trộm thì hồ như nào thì không nói đâu anh em ạ. Nhưng mà xuống đấy thì quay phim thì cũng không bật đèn bởi vì câu trộm anh em. Là cu em nó câu lục thì mình ném lăng xê. Cho vào ống bơ, làm một ống bơ thôi, ném một ống bơ nhưng mà một cái này ném trong nước thì còn một cái thì để trên bờ để dự phòng anh em. Để xem đấy, cái mồi mình hướng dẫn anh em đấy xem có hiệu quả không anh em nhá. Đấy, ra đông ra rồi này, ok rồi. Rồi bây giờ ra hồ câu trộm. Khà khà khà. Nói chung là cũng không phải là tiếc tiền hay là nọ kia nhưng mà mình không có thời gian nên là tranh thủ đi buổi tối. Bây giờ nó cũng 7 giờ rồi. 7 8 giờ rồi xuống đánh trộm khoảng tầm tiếng hơn tiếng. Xem kết quả nó thế nào anh em nhá. Cái lăng xê của mình thì đóng thì Làm dụng phê cụ nhất chiến thiên đấu hạ đây rồi. rất chi là thô sơ nhá. Đó. Này và lăng xê hết để rồi xuống ném ngồi, khi nào mà ông bưa nó lôi sạch 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 thì mình ra mình lôi thế thôi. Nói chung là đi câu trộm nó hấp dẫn, nó cực kỳ hấp dẫn, hồi hộp. Ở cái chỗ là chỉ sợ chủ hồ nó biết thôi anh em ạ. Dòng con cá rất chi là hồi hộp, sướng sướng hơn cảm giác ngồi ngồi câu câu mất tiền. Ok anh em, thì hy vọng là sẽ có hàng. Thì đi câu trộm mà là không xuống hồ thì có quay phim thì không bật đèn flash được đâu anh em ạ, nên anh em thông cảm nha. Ok, ra hồ thôi. Cá đi đắp đất ngóng ngơ thế. Con thứ hai anh em, phi, ôi phi, ăn về lưng khỏe. Nhấc con mẹ nó lên, mẹ gần 2 cân đấy, nhớ con ra được nhớ. Chưa câu được con rô nào thì mày câu được con mẹ được nhà mò con không, không phải đèn bung ra rồi, đây này cần gì phải đèn, bung ở đây rồi đây này. Cân rưỡi, được cân rưỡi con này. May vớt vào nhanh bung. À có con thứ hai rồi nhá. Trôi gấu này. Có phi rồi. Anh Tuấn có con phi mà anh được không? ăn. Mày mang về hết đi cho vợ mày thích. Bật đèn flash lên quay phim nào. Chết mẹ, hết pin flash đéo lên luôn. Anh em 5 con nhá. Được 5. Rồi. Được đấy. Anh em đi câu trộm được 5 con đang à được 5 con. Ấy du phi này gấu ra.